Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một chàng trai rất là điển trai này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Một chàng trai khá là điển trai này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.